Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trải qua 5 lần dự thảo kéo dài hơn 2 năm từ năm 2016 đến nay, nhưng dự thảo thay thế Nghị định 86 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đến nay vẫn còn nhiều điểm được cho là thiếu sót và chưa đạt yêu cầu. Vậy nhìn từ góc độ điều kiện kinh doanh, dự thảo thay thế Nghị định 86 do Bộ Giao thông Vận tải chắp bút có điểm gì mới? Có bao nhiêu điều kiện được cắt giảm và có điều kiện kinh doanh nào được bổ sung thêm hay không? Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Dự thảo thay thế Nghị định 86 năm 2014 nhìn từ góc độ điều kiện kinh doanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Nghị định số 86 năm 2014 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, thay thế Nghị định số 91 năm 2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91 năm 2009 trước đó. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, thì sau 2 năm chính thức có hiệu lực, việc thực hiện các quy định của Nghị định về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, trên thực tế, theo chia sẻ từ phía các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là trong lĩnh vực đường bộ, đối tượng chịu tác động chính của Nghị định số 86 năm 2014, thì rất nhiều quy định của nghị định này là bất hợp lý, gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mời quý vị nhìn lại những nỗi khổ mà doanh nghiệp ngành vận tải đã trải qua trong suốt thời gian vừa qua. Ghi nhận cho thấy mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đã có nhiều hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, thời gian qua, thực hiện Nghị định 86 đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Các doanh nghiệp vận tải đang bị làm khó bởi một số quy định chưa sát với thực tế. Có thể lấy những ví dụ cụ thể như sau. Theo quy định của Nghị định 86, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo, rơ móc, semi rơ móc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 km trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu. Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc trung ương từ 10 xe trở lên. Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại quy định từ 5 xe trở lên. Riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ từ 3 xe trở lên. Như vậy, nếu doanh nghiệp vận tải có dưới 5 phương tiện vận tải hàng hóa theo quy định thì không được vận chuyển hàng hóa có cự ly từ 300 km trở lên. Đây là một trong những điều vô cùng bất hợp lý, bởi nếu doanh nghiệp có phương tiện vận tải tốt, có đơn hàng vận chuyển hàng hóa thì họ có quyền vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nào theo yêu cầu của khách hàng, chứ không thể bắt buộc họ chỉ được vận chuyển hàng có cự ly dưới 300 km. Ngoài ra, còn nhiều quy định khác như khi kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt. Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng, lái xe theo phương án kinh doanh cũng tạo ra nhiều vấn đề bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Bởi lẽ, theo phương án kinh doanh, doanh nghiệp có 20 phương tiện, nhưng trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể thanh lý một số phương tiện hoặc mua thêm phương tiện mới. Bên cạnh đó, Nghị định 86 cũng quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh cũng đang gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ví dụ một doanh nghiệp có 100 phương tiện vận tải nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động 100% công suất do có những lúc không có hàng hóa vận chuyển, xe hư hỏng phải sửa chữa. Nhưng nếu thực hiện theo quy định trên thì lúc nào doanh nghiệp cũng phải có đủ 100 lái xe và những lúc phương tiện không hoạt động doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho tất cả các tài xế. Như vậy sẽ thiệt thòi cho doanh nghiệp. Còn nếu không có đủ số lượng lái xe thì sẽ chịu phạt nếu bị cơ quan thẩm quyền kiểm tra phát hiện. Chu kỳ kiểm định xe cơ giới 6 tháng một lần khiến doanh nghiệp tốn thêm nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã phải niêm yết giá cước, đăng ký giá và được quản lý chặt chẽ của địa phương. Nhưng mỗi năm vẫn phải kiểm định đồng hồ tính cước một lần. Trong Nghị định 86 thông tư 63 đã ghi rất rõ là doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải niêm yết giá cước, phải đăng ký giá trần giá sàn với cơ quan quản lý nhà nước, đúng không? Thế thì tại sao cứ một năm bắt chúng tôi phải đăng kiểm lại cái xe một lần? Tôi chỉ nói câu chuyện là tôi nói rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Phí đăng kiểm là 110.000 đồng, 110.000 đồng một lần. Thế thì cứ kèm theo nó là một cái bộ tem để nhận diện, tức là đích, tức là niêm yết cái giá cước hơn 200.000 đồng.
mỗi một cái xe khi chúng tôi phải dừng lại để bóc ra để kiểm định lại cái đồng hồ tính tiền, hàng chục người phục vụ và hàng chục ngàn cái xe phải dừng không hoạt động kinh doanh, nó gây lãng phí cho doanh nghiệp. Mà tại sao không để một cái cơ chế hóa rồi, đúng không ạ, không để cho doanh nghiệp người ta chịu trách nhiệm trước xã hội. Hàng loạt các cái quy định, 13 cái quy định về thuế phí rồi gắn đồng hồ rồi kiểm định rồi đủ mọi thứ cả, đặt xe, gọi xe, kiểm soát hành trình, rồi kể cả là lựa chọn tài xế, lựa chọn xe, rồi tất cả các cái tiện ích khác, và kể cả cái việc mà ước tính cái giá cả báo trước cho khách hàng chúng tôi cũng đã làm, nhưng chưa thể đưa lên được trong thời điểm này bởi vì đang bị ràng buộc bởi cái đồng hồ. Đặc biệt những quy định về nhân sự, con người trong lĩnh vực này cũng là điều khiến không ít doanh nghiệp cảm thấy bị trói buộc. Để kinh doanh nhân sự đúng không? Thứ nhất là phải được kiểm định, thứ hai phải có đồng hồ tính tiền trên xe đúng không? Uber có cần lắp không? Giảm được rất nhiều chi phí đúng không? Phải đăng ký tần số sóng đúng không? Phải có giấy phép tần số đúng không? Lái xe taxi phải được tập huấn, như vậy là phải tập huấn của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp người ta cũng tin, mà lại phải cơ quan nhà nước đến nói tập huấn là. Và xác nhận anh tôi là người tốt thì tôi mới trở thành người tốt. Và doanh nghiệp bảo là tôi là người tốt, không được. À, tôi đã trao đổi với anh Quý là phó giám đốc hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh. Anh Quý nói là mất mấy triệu đi tập huấn cho lái xe về, nhưng các em ấy cũng người vẫn tốt như thế. Và doanh nghiệp phải đào tạo lại. Theo cái cách, cái văn hóa của doanh nghiệp nó phải tốt hơn. Chứ còn lại, nhưng mà không có cái chứng chỉ kia thì cũng không được lái. Từ những quy định bất hợp lý nói trên, rõ ràng đến thời điểm này, doanh nghiệp ngành vận tải đang rất cần một cuộc cải tổ thực sự để có thể yên tâm hoạt động kinh doanh mà không lo đi đến đâu cũng gặp rào chắn, như trong suốt hơn 4 năm từ khi Nghị định 86 chính thức có hiệu lực. Nhận thấy nhiều bất cập cần sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ vận tải bằng ô tô, Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014 và đến nay thì đã 4 lần trình Chính phủ dự thảo nghị định. Tuy nhiên, theo đánh giá từ phía các chuyên gia và doanh nghiệp, dự thảo còn nhiều nội dung bất cập, thể hiện sự can thiệp hành chính của cơ quan quản lý nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số điều kiện kinh doanh giảm thì ít mà tăng thì nhiều, trong khi những vướng mắc trong ngành vận tải bằng xe ô tô lại chưa được giải quyết. Tại cuộc hội thảo, lấy ý kiến về dự thảo Nghị định 86 sửa đổi do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM tổ chức ngày 21 tháng 8 vừa qua, bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh CM cho rằng, so sánh về số điều kiện kinh doanh cắt giảm và tăng thêm được quy định trong Nghị định 86 năm 2014 và dự thảo nghị định cho thấy, số lượng kinh doanh bổ sung nhiều hơn số lượng kinh doanh cắt giảm. Hơn nữa, còn đưa thêm cả điều kiện kinh doanh vào định nghĩa. Ví dụ, đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải đã được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Hay vận tải trung chuyển hành khách là hoạt động vận tải không thu tiền do doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định sử dụng xe ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống, kể cả người lái xe, được cấp phù hiệu để đón, trả khách đến bến xe hoặc điểm dừng đón, trả khách của tuyến cố định và ngược lại trên địa bàn địa phương nơi cấp phù hiệu. Hay kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện các công đoạn của hoạt động vận tải để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi. Trong đó có công đoạn trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe để vận chuyển hành khách, hàng hóa, quyết định giá cước vận tải. Tổng hợp của CM còn cho thấy, dự thảo nghị định cắt bỏ 12 điều kiện kinh doanh nhưng lại bổ sung thêm 85 điều kiện, trong đó 64 điều kiện bổ sung và 21 điều kiện được quy định là theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Và điều này đồng nghĩa với việc sẽ rất có thể có thêm những điều kiện kinh doanh con cháu đi kèm. Bộ Giao thông Vận tải trong cái bản dự thảo này đã bổ sung thêm 85 cái điều kiện kinh doanh mới vào, và điều này đi ngược với cái chỉ đạo của Chính phủ là cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh, và chỉ đạo của Thủ tướng là nếu các bộ bổ sung thêm một điều kiện kinh doanh thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là Bộ Giao thông Vận tải đã bãi bỏ 12 điều kiện kinh doanh nhưng lại bổ sung thêm đến 85 điều kiện kinh doanh. Và trong 85 điều kiện kinh doanh này thì có 64 điều kiện kinh doanh là bổ sung thêm và 21 điều kiện kinh doanh là quy định chung là cần phải quy định theo cái do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định. Và nếu như cái điều kiện kinh doanh mà yêu cầu là theo quy định
của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì nó còn chứa đựng nhiều cái điều kiện kinh doanh bên trong đó nữa. Chính vì thế mà không phải chỉ dừng lại ở con số là 85 điều kiện kinh doanh mà có thể còn lớn hơn rất là nhiều. Đó mới chỉ là những thống kê về số lượng, còn về chất lượng, theo cả các chuyên gia và doanh nghiệp, dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 bổ sung thêm những điều kiện rất vô lý, trong khi nhiều điều kiện vô lý cũ lại vẫn giữ nguyên. Trong một tháng thì chỉ được 30% chuyến xe. Đấy, có điểm đầu, điểm cuối là tương nhau thôi. Như vậy, nhiều một doanh nghiệp chuyên đi Quảng Ninh thì bây giờ phải sinh ra tôi phải tìm Quảng Ninh, tôi phải lên Thái Nguyên, tôi phải lên Lạng Sơn để tôi mở các cái cơ sở. Sau đó tôi lên kinh doanh thì bắt đầu tôi là sinh ra xe chúng tôi phải xoay vòng, tạo ra 4 cái điểm để tôi xoay vòng này. Tôi tính 10 ngày này xe tôi chạy vùng Quảng Ninh, 10 ngày sau tôi lại lên Lạng Sơn tôi chạy, tôi không thể chạy Quảng Ninh được tại vì quy định nó bất cập như vậy. Cần thiết nhất để đưa vào thì lại không đưa vào. Cứ nói rằng là giảm đi các điều kiện kinh doanh. Tôi xin nói rằng nghị định 86 có 51 điều kiện kinh doanh, chỉ riêng taxi vẫn giữ nguyên 13 điều kiện. Vẫn giữ nguyên 13 điều kiện, mà trong 13 cái điều kiện này nó làm gia tăng giá bán hàng, nó làm gia tăng cái chi phí của doanh nghiệp. Tôi nói ví dụ đăng kiểm xe cơ giới, tại sao phải bắt chúng tôi 6 tháng một lần, trong khi những xe Grab họ từ taxi chúng tôi thanh lý ra kỳ 12 tháng. Xe mới 24 tháng, 12 tháng. Tuy nhiên, là đơn vị chấp bút, đại diện Bộ Giao thông Vận tải lại không cho là dự thảo nghị định thay thế có thêm các điều kiện kinh doanh. Đơn giản, chỉ là đưa ra các điều kiện kinh doanh từ thông tư lên nghị định theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này là chúng tôi kết hợp trong này là rất nhiều các thông tư do cách xây dựng luật và báo cáo chính trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước đây ấy, thì nghị định thì cứ rất là thông tư hướng dẫn nghị định, nhưng theo tinh thần của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, rất nhiều những điều trước đây có thể ở thông tư được nhưng bây giờ chúng tôi buộc phải lên nghị định. Và chính vì vậy cho nên là có một cái điều là thế này, ví dụ như là thông tư 63 hướng dẫn rất rõ về nghị định 86 thì những cái quy định đó chúng ta không có gì mới cả. Chúng tôi chỉ tạm từ cái chỗ là bởi vì bây giờ không thể quy định ở thông tư được, chúng tôi đưa lên, đấy là cái điều thứ nhất. Tại sao có một số đồng chí lại bảo là ôm như nó tăng lên, thực ra không phải. Cái này là do cái cách về quan niệm. Đối với Bộ Vận tải chúng tôi quan niệm là thế này. Khi đơn vị kinh doanh vận tải đến xin cấp giấy phép mà cái điều kiện đấy đặt ra đơn vị phải đáp ứng thì đấy là điều kiện kinh doanh vận tải và đấy là được quy định ở trong một chương. Còn một cái chương về chương kinh doanh hoặc là những nội dung của quản lý vận tải thì chúng tôi không quy định đó, là chúng tôi không coi là điều kiện. Công bằng mà nói, dự thảo sửa đổi nghị định số 86 năm 2014 đang được lấy ý kiến. Thực tế như đã bỏ một số quy định về điều kiện, màu sơn, biểu trưng, niêm yết logo, trung tâm điều hành, thiết bị liên lạc, đồng phục. Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng điều này vẫn là chưa đủ khi vẫn lấy cách thức cũ, áp đặt cho phương thức kinh doanh mới để giải quyết bất cập hiện tại. Nội dung của dự thảo chưa có những đổi mới cần thiết, chưa đủ mạnh theo tinh thần chính phủ kiến tạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, cũng như chưa thể hiện được tinh thần cởi trói cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng dự thảo chặt chẽ hơn, siết chặt hơn nhưng lại lúng túng hơn, xa rời thực tiễn hơn và mang lại ít hiệu quả hơn. Nhiều ghi nhận cho rằng việc sửa đổi Nghị định 86 cần hướng đến việc cải cách theo dòng chảy chính sách, đó là phải hướng đến thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nghị định thay thế phải đem đến sự thuận lợi hơn, ít chi phí hơn cho doanh nghiệp, ít rủi ro hơn cho hoạt động kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển, đặc biệt phải tạo được môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, bình đẳng và minh bạch hơn. Muốn làm được điều đó thì việc thay đổi về con chữ là chưa đủ, mà hơn hết cần phải quản lý kinh doanh vận tải bằng một tư duy mới, một cách tiếp cận mới. Mời quý vị đến với những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Có một thời kỳ thì cái việc siết chặt lại cái kỷ cương vận tải cũng là một yêu cầu rất là quan trọng. Nhưng nếu mà can thiệp trực tiếp của nhà nước vào quản lý vận tải đường bộ một cách cứng nhắc, một cách khó khăn thì theo chúng tôi cho rằng là vừa không đảm bảo được hiệu quả quản lý nhà nước mà vừa gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp vẫn cho rằng là cái nghị định 86 hay là các quy định về lĩnh vực giao thông vận tải thời gian tới thì cần theo hướng là tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, trao quyền nhiều hơn cho họ và nhà nước đặt ra các tiêu chuẩn giám sát luật chơi. Cái vai trò mà can thiệp trực tiếp chẳng như nhà nước phê duyệt các phương án kinh doanh,
phê duyệt luồng tuyến, đặt ra rất là nhiều những cái giấy phép con thì có lẽ là tạo ra những cái khó khăn rất là lớn cho cái doanh nghiệp kinh doanh. Định danh lại các loại hình kinh doanh sát với thực tiễn, phải định danh lại. Ví dụ bây giờ taxi truyền thống hay là taxi gọi là công nghệ, những khái niệm nó chưa thực sự là chính xác. Các cái định danh lại các loại hình cũng như là xe hợp đồng, khi thì xe dù, khi thì xe trả hình, khi thì xe hợp đồng, chúng ta chưa có một cái định danh cụ thể cho từng loại hình. Chúng ta phải tiến hành định danh lại. Cái thứ hai là chúng ta phân định các loại hình rõ ràng có thể tăng, không nhất thiết là giảm. Loại hình có thể tăng, nhưng mà chúng ta trên tinh thần là cởi mở, cởi trói cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải được chủ động, sáng tạo và ứng dụng các biện pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp. Không nên đẻ ra loại hình hợp đồng điện tử nữa mà xác định nó là taxi. Nhập trung vào taxi, số lượng có thể tăng lên nhưng loại hình không thay đổi. Anh có thể taxi điện tử hay taxi là không người lái hay taxi là điện hay là taxi gì đó, nhưng anh là taxi để có mặt bằng chính sách chung. Còn trong taxi đó anh nào hay hơn về công nghệ, anh nào hay hơn về tổ chức quản lý, anh nào hay hơn về phương tiện gì anh ta sống. Còn không anh chết, đó là quy luật thị trường, tôi cho đó là công bằng nhất. Chứ không tách riêng một cái sân chơi, riêng một cái kiểu mà chợ riêng như thế. Chúng tôi dần đề nghị là sớm nhập vào thành một lĩnh vực taxi chung. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi tư duy, thay đổi cách thức làm. Có lẽ là bây giờ phải bắt tay vào làm lại cái định này từ đầu, chứ không chỉ thay đổi tư duy, thay đổi bố cục kết cấu. Ví dụ tên vật này nó không ổn, không thể tìm dài dòng nữa, chương không ổn, không logic, không hợp lý, tên điều rất nhiều vấn đề. Phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Trần Hằng có địa chỉ email trầnhằng@gmail.com gửi thư về chương trình và hỏi: chào luật sư, công ty của tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành nghề buôn bán thực phẩm, nhưng chúng tôi lại muốn bổ sung thêm một số ngành nghề cho công ty. Vậy thì xin luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh như thế nào? Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý cần thiết và rất là quan trọng khi doanh nghiệp cần mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mà hiện tại doanh nghiệp chưa có, hay là thu gọn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh để thuận lợi cho việc quản lý và thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi bạn tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau. Một, thứ nhất là thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp với các nội dung như sau. Thứ nhất, tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế. Thứ hai, ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung. Thứ ba, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản cuộc họp của hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đó. Bước thứ hai là nộp hồ sơ. Hồ sơ hiện nay bạn có hai, thực hiện hai cái bước nộp hồ sơ như sau. Bước một, sau khi hoàn thành các cái thủ tục hồ sơ như tôi đã hướng dẫn, thì bạn sẽ nộp hồ sơ thông qua thủ tục online trên website nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính, tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp bạn đặt trụ sở chính. Sau khi mà hồ sơ của bạn hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại cho bạn cái thư xác nhận về việc ngày giờ mời bạn lên để nhận cái giấy đăng ký kinh doanh đã được bổ sung ngành nghề. Và tại thời điểm đó thì bạn sẽ mang toàn bộ cái hồ sơ gốc mà bạn đã nộp online trước đây lên nộp và để nhận đăng ký kinh doanh mới. Việc nhận và trả kết quả này sẽ được thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên tôi cũng xin lưu ý đối với bạn là trong trường hợp mà doanh nghiệp của bạn có muốn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam quy định có những cái điều kiện kèm theo,
thì bạn buộc phải đáp ứng những cái điều kiện đó thì bạn mới được kinh doanh các ngành nghề này trên thực tế. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.